Nước sôi. Cái gì vậy bà nội? Nước sôi đổ đầu bà hay gì bà nội? Nhưng mà vô mà sấn sấn xô tôi vậy. Cái gì vậy? Trời ơi. Gì đây? 20 ngàn. Má ơi là má. Trời ơi 20 ngàn, nãy giờ tưởng 500 ngàn không có má. Thôi mày ơi, thấy cái bảng tao ghi ai thiếu thì lấy hả? Ê Tilo, thường tôi mua mấy chỗ khác á, người ta hay cho thêm đồ lắm. Cho tôi thêm nha. Thêm này nữa nha. Trời ơi. Nè, nói nghe nè. Ông mấy bà lụm luôn cái liêm sỉ của bà vô luôn đi bà nội. Chứ tôi thấy nó gớt luôn kìa. Nó gớt quá trời kìa má. Tôi mua tôi có trả tiền đàng hoàng mà. Đâu có xin ai đâu. Sao xỉa xói tôi vậy? Ai gánh xỉa xói má má ơi. Nãy giờ bà mua 20 ngàn tôi tưởng được hả? Bà nấu cho cả gia phả bà ăn luôn được á. Thôi mẹ ơi, tự nhiên hai người lại đi cãi lộn bên chỗ tôi đang bán rồi. Ok. Ok. Chị. Đó. Không có miệng mày nữa mà. Sao mày không biết lá lành đùm lá rách gì hết trơn vậy? Ê, coi mua rồi tự để tiền lên đây giùm tao đi. Đâu rồi? Chị. Tao lấy hết rồi cơ. Ô cha. Bà này coi bộ ô xin nhà giàu à. Đi chợ mà không đem rau về thì chửi chết luôn. Nói thương người ta mà để người ta sống một mình ở trong cái nhà thuê nhỉ. Cái gì vậy? Cũng may là tôi đi chợ về sớm mới thấy được cái cảnh này. Tôi hy sinh cho anh 10 năm để bây giờ đầu tôi mọc đầy sừng hả? Dở cái đó chuyện ngu thì chị chịu thôi chứ. Trời ơi, người anh thương bây giờ là tôi chứ không có phải là chị. Chị biết có mỗi lần gặp tôi nói sao. Anh xem chị như một cái con ô xin ở trong nhà này vậy đó. Cô yên đi, tôi không có nói chuyện với cô. Anh Phương, anh nói đi, tại sao anh im lặng hả? Tôi với cô còn gì để nói hả? Ngoài việc nấu cơm, lau nhà, quét nhà, rửa chén, cô còn biết làm gì khác không? Hồi đó tôi là giám đốc, tôi không cần một người vợ làm ô xin. Xong hết rồi, tôi chỉ ký thôi. Đi. Anh định làm gì tôi hả? Hả? Tiếp. Rau hả? Để tôi vô tôi lấy tiền trả nha. Thôi. Hồi nãy chị trả tiền rồi, xong rồi chị quên lấy rau nên tôi mới đem qua cho chị. Mà chị nha, lấy chồng giàu cũng đâu có sướng đâu ta. Đúng là có giàu đít giàu đát. 10 năm nội trợ của tôi để đổi lấy cái này nè. Ly hôn bồi thường 5 tỷ. Cái phải là bà bữa hổm mà qua mua rau mà có 20 ngàn mà ăn mặc bần đúng không? Thì bà phượng đó chứ ai. Người ta ly hôn chồng rồi xong rồi người ta thay đổi tích cực hơn chứ có gì đâu. Mày làm ghê. Đi luôn. Dạ. Bữa nay có bao nhiêu rau Phượng mua hết gói lại cho Phượng nha. Trời, quá ngon mà chị tôi luôn. Tiền nè. Ồ, tiền tươi nữa. Quá ok luôn. Đợi em xíu. Ơi ơi, hình như là từ cái vụ ly hôn đợt hổm là nghe nói là bả được bồi thường rất là nhiều đúng không? Trời ơi, cái này người ta gọi là cái gì, kêu bằng là trong cái lỗ có cái lãi đúng không? Thôi mày ơi, bớt nhiều chuyện nữa đi. Cái chuyện có liên quan gì tới mày đó. Ủa, mắc gì không liên quan, mày tào lao quá. Okay. Mày coi tao nè,
chị Ngọc. Em nói chị nghe, em có một cái quán cơm bên kia kìa. Bữa nào chị rảnh rảnh chị qua chị ăn. Mà bữa nào chị rảnh hơn nữa hả, em đẩy cái quán cho chị luôn. Quán bên kia hả? Đúng rồi. Chị no rồi, chị không ăn nổi nữa đâu. Lấy cái đó đi Tilo. Chị, em nói với chị một chuyện nữa. Đó chính là em với chị là họ hàng xa với nhau. Tại sao biết chị biết không? Em với chị là cùng họ với nhau mà hả? Còn ở chung xóm nữa nè, thấy không? Họ hàng. Đúng rồi. Xa bè luôn. Xa lắc luôn. Bật. Nhưng mà xa thì xa lắc thì cũng phải có cái gì đó cho em chứ đúng không? Thôi được rồi, để chị chia cho em. Đúng rồi, anh phải vậy chắc. Hello. Dạ. Lấy cái đó chia cho bạn đi. Cái này à? Ừ. Mẹ. Trời ơi em, cái này là 4-5 người ăn luôn á. Ủa là họ hàng xa là được hưởng con nhiêu gia tài vậy? Vậy được rồi, đi luôn. Giờ mình đem bớ rau này chia cho người nghèo nha. Ok vậy. Đây. Trời đất ơi. Đi nha. Cảm ơn. Trời ơi trời gì. Trời ơi, thằng cha Tilo này nữa. Thấy sang cái bắt hoàng làm họ. Tao phá quán rồi. Vô. Mày làm gì ở đây? Mày cấm sầm tao hả? Ê ê, không có nói bậy bạ nha. Tụi tôi là chấm sạch đó nha. Anh đang dẫn theo con bồ của anh đó. Rồi anh nói ai cắm sừng ai hả? Ê, chị lớn rồi chứ, anh nói chuyện cho đàng hoàng đây nha. Ai là con bồ? Bây giờ tôi là vợ chính thức của ảnh. Chị tưởng là chị tốt đẹp hơn tôi lắm hả? Mới chia tay chồng xong đi cặp với trai liền. Mà cặp với ai? Tưởng nó ai cao sang quyền quý lắm. Cũng cặp với một thằng bán rau thôi. Đúng là thấp kém thì lúc nào cũng luôn luôn thấp kém anh hơn. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ mày đưa tao lại 5 tỷ ha? Tao để tiền đó cho mày lo cho bản thân của mày, chứ không phải lấy tiền của tao nuôi trai, hiểu không? Mà mày quen ai không quen? Quen thằng bán rau. Ê, mặt mũi tao để đâu? Mặt mũi anh để trong dĩa bánh tráng này nè. Hay lắm, bây giờ mày trả treo. Được. Tụi bay á, tao sẽ về tao nói chuyện với luật sư. Chuyện hai tụi bay ra tòa, cho hai tụi bay ở tù một gông. Đứng lại đó. Anh đâu có thể nào đi dễ dàng vậy được. Cái giá mà anh phải trả không chỉ là 5 tỷ này đâu, mà tôi á lấy hết tài sản của anh á. Cục. Ê, trước khi anh quyết định đánh chị á, thì anh coi này. Bây giờ một là chị muốn lấy 5 tỷ này, còn hai là chị lấy nửa tài sản với vạch mặt chồng chị. Chị muốn lấy cái nào? Nếu muốn lấy hết tất cả thì sao? Vậy thì làm theo ý của tôi. Bây giờ anh có muốn tôi thu thập thêm bằng chứng phạm tội của anh không? Anh, cái này mà nó đi kiện mình hả? Là khách hàng của mình biết, xong rồi cái người ta hủy hợp đồng là coi như mình mất trắng mà không còn gì hết. Tất cả là do thằng bán rau này. Chứ cái con quê mùa dốt nát này thì biết cái gì? Tao mất tất cả là do mày. Đó là cái giá mày phải trả. Được. Tụi bay chờ đó. Cảm ơn Tilo nhiều nha. Không có gì chị. Nhậu tiếp.